What is going on, guys? Welcome back to another video. In this one we got part two of the bike giveaway, thanks to Rolf and Corian Beckenkamp with $300 Australian. Rolf, I think he's just become a grandfather, and we need more Beckenkamps in the world. So thanks to Rolf Beckenkamp from the Netherlands and his daughter Corian, been real staples for the channel. Next up we got HCM Hoda Makers with $158.76 Australian, another huge donor, still waiting on the lobster. Corey Schaefer from Germany, Deutschland, $144.30. Big shout out to Corey Schaefer, Super Grey Wolf 66. Next up we got Eric Nguyen, $144.30. Tantai Eric Nguyen. We got Huang Wing from Lawrenceville, GA, USA, with $133. Thanks to Huang. Ross Gilmore, the Scott, the great Scott, $130 Australian. I'm sure you guys all know Ross. And we got Mario Seguenza with $130 Australian. Thanks to Mario in the USA. Wanted to bless some people. Next up, we got Frank Kerr, German from Boulder Creek in the USA. Jim Zung, or Jim D, from Huntsville, AL, USA. Catman with no cat. Jason Coughlin, $50 Australian. Jason is an OG. Tabez Ansari, lastly, with $47.90. So shout out to all those huge donors. Cháu này mình nhiêu tuổi rồi? Cháu thôi. 8 tuổi. 8 tuổi rồi. 8 tuổi á? Cháu vẫn đi học được. Bị bệnh. Chậm phát triển trí tuệ. À, chậm phát triển trí tuệ. Còn. Okay, I think this guy is disabled and this is his mother. Này cháu tên gì? Cháu tên Minh Khôi ạ. Minh Khôi. Vâng. Với em làm nghề gì? Em làm may. Làm may à? Vâng. Em có bao nhiêu cháu rồi? Dạ hai cháu ạ. Hai cháu à? Vâng. Cháu kia thì cũng không có. Cháu kia phát triển bình thường. À vậy. Đây là lớn nên là cháu bé ạ. Cháu bé. Này cháu bé. Vâng. À cháu này cháu là đứa thứ hai đúng không? Vâng. À chứ cháu kia bao nhiêu tuổi? Cháu kia năm nay 11 tuổi. À cháu kia có xe đạp rồi. Cũng không có xe đạp. À không có. Các bạn không bạn bé này thì học đi xe này đi cũng được ạ. Okay, so we're giving him a million Vietnamese dong to the mother. Đây, chú mừng tuổi cho anh ấy chưa? Con xin chú cho anh nhá. À, rồi, rồi. Okay, and okay, guys, next cab off the rank, we got cháu tên gì? Cháu tên là Nguyễn Đức Minh ạ. Nguyễn? Đức Minh. Nguyễn Đức Minh. Nguyễn Đức Minh. Năm nay cháu học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 2 ạ. Lớp 2 ạ? So we're giving him 1 million. How much is this? 1,000. No, 1,000 is 1,000. 1 million is 1 triệu. 1 million. 1 million Vietnamese dong. Oh, tiếng Anh chuẩn nha. Cảm ơn. Cháu kia là 5 tuổi. Vâng ạ. Ok. Thì and này là cháu. Cháu thì cháu không có bố mẹ. À, cháu mồ côi. Chú nuôi. Chú nuôi. À. Bây giờ bà thì yếu rồi. Ừ. Cháu học xong thì cháu cũng nghỉ đi làm. Đi làm. Ừ. Đi làm. Ừ. Cháu đi làm nghề gì? Cháu chỉ đi phụ giúp ở quán ăn thôi ạ. À. Vâng. Và thì giờ cũng có cái nhu cầu xe đạp để mình đi chạy đi làm. Vâng. Bao tuổi? 16 tuổi à nhỉ? Đang học trên trường ở trung tâm Ban Mai. Ban Mai. Trung tâm Ban Mai. I think he's chậm phát triển trí tuệ ạ. Okay, I think he's got some mild Asperger's. The gia đình em có bao nhiêu cháu? Bạn này có hai anh em ạ. Em và bố mẹ bạn ấy bỏ nhau rồi ạ. Chứ em là bác à? Em là giáo viên của bạn ấy ở trong trường, giáo viên. Ở trung tâm ạ. Okay, so this is a teacher at the center for disabled youth. And bố mẹ thì bỏ giờ, nhau ạ. Bỏ nhau. Giờ ai nuôi? Bây giờ là đang ở nhờ nhà dì ạ. Dì của bạn ấy ạ. His parents split, now he's living with an auntie. Nhưng mà
thấy cũng nói chuyện được mà không? À, vâng ạ, bạn ấy cũng giao tiếp cũng được ạ. À, à, ok. Ấy... Thì anh phỏng vấn xuống. Vâng ạ. Thì chứ em... Chú hỏi con cả, con biết thì con... Cháu, cháu tên gì? Doãn Trọng Toàn ạ. Doãn Trọng Toàn. Toàn. Toàn, Toàn. Chứ cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16 ạ. 16 ạ. À, cháu biết đi xe đạp không? Không có ạ. Có ạ. À. Biết đi lâu thì... chưa? Lâu rồi. À, thế à. Chứ ở với cháu đang ở với gì ạ? Vâng, ở gì em gái ạ. À, gì với em gái ạ? À? Gì với em gái. Chứ bố mẹ thì sao? Bố mẹ bỏ nhau lâu rồi ạ. À. Từ hồi con 3 tuổi ạ. À, từ à? Lúc 3 tuổi thì từ lúc 3 tuổi cũng chưa gặp bố mẹ ạ? Con gặp rồi, bố mẹ bỏ nhau ạ. À, vẫn gặp bố mẹ thì bố mẹ không nuôi gì. Vâng. À. Bố đi lấy vợ à? Vâng. À. Mẹ đi lấy chồng đúng không? Không, không ạ. Mẹ đi làm nước ngoài ạ. À, mẹ đi nước ngoài ạ. À? Bên nước nào? Nước nào? Trung Quốc ạ. Trung Quốc ạ. À? Đài Loan ạ. Đài Loan ạ. À? Mẹ có hay về nước cho thăm con không? 3 năm mới về một lần ạ. À, thế à? Về mẹ có cho tiền không? Không ạ. Không ạ. Thôi thì hôm nay tặng xe đạp này. Toàn xe đạp nhé. Con thích xe nào? Xe nào mà con đi được? Xe nào con đi được hết? Chắc phải cái to à, to với đi được. Xe nam thì lấy xe nam. Nam. Xe nữ thì lấy xe nữ. Nam, à. Nam. Ok, we got the biggest, most expensive one. 3190. For Toàn, Mr. Toàn. Thấy cái này chạy thích không? Giờ đang chạy, có xe chạy không? Không. À, chưa, chưa. Mẹ phải nâng kia này, nó cao, ở này nó cao mà. Bạn ấy hơi cao. Có này thì nâng như một. Ừ. Xe người lớn thôi mà. Xe này đi hợp mà. Vâng. Con chưa, con chưa. Con giấu đi con cái thư cho người yêu. Nhá. Rồi bây giờ con nhận được xe rồi, con cảm ơn chú này, các cô này. Quay lại con cảm ơn hai hai. Hoa lắm. Ok, thì chúc cháu chạy xe đạp vui vẻ nhá, mạnh khỏe nhá. Chiều khó đi xe. Mốt có dịp thì gặp lại. Nhá. Ok. Thì chiều khó đi xe đạp nhá chưa? Để là coi là cho người mình khỏe lên nhá chưa? Ok. Về có hỗ trợ làm đỡ gì cho ông bà không? Không có. À, con về con làm hết việc luôn. À, chỉ ngồi chơi thôi. À, ông chỉ ngồi chơi thôi. Đúng không? Tiết lộ. Biết làm không à? À, nấu cơm, có quét nhà có làm không? Có. Đi vào đây thì... Ờ, quét nhà, lau nhà, làm hết rồi. Rồi, rồi. Làm được hết à? Rồi, thế tốt nhá. Cố gắng nhá. Ok. Ok. Bây giờ em cảm ơn các chị các anh nhé. Rồi okay. Em về nhé. Cháu này cho cháu về trường. Ừ. Em là Trần Thị Hậu. Trần Thị Hậu. Okay. Vâng. Ở có gì thì tối anh các anh các chị cứ làm bên tối các anh chị rồi thì em sẽ gọi rồi em đây. Ok. Thì em sẽ giới thiệu ạ. Ok. So this guy is on the list here. Cháu hoàn cảnh là bố mẹ bỏ nhau, mẹ đi lấy chồng. Mẹ đi okay. So này là Nguyễn Cao Thiện. Nguyễn Cao Thiện. Này là Nguyễn Cao Thiện. Nguyễn Cao Thiện năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 13. 13 tuổi rồi, đang đi học rồi. Vâng. Học tới lớp mấy rồi? Ở lớp 8 ạ. Lớp 8 rồi. Học được không? Không ạ. Không ạ? Trong sinh trung bình ạ. À, trung bình ạ. Cháu bỏ nhau ạ. Bố cháu bỏ nhau đi này. Mẹ đi lấy chồng ạ. Mẹ đi lấy chồng. Giờ có gặp mẹ không? Có hay gặp mẹ không? Lâu lâu thì cháu mới đi gặp mẹ. À, bố thì sao? Bố cháu thì... ở nhà. Bố ở nhà. À, giờ cháu đang ở với bố. Vâng. À, bố làm nghề gì? Cháu làm hàn xì. Làm gì? Hàn xì. Hàn xì thì hàn nó lối các cái sắt vào nhau như chẳng hạn là như là cái sắt ấy là cửa sắt nó siết ấy. Con này bao nhiêu? 3.1 triệu. 3.1 triệu. Okay, so it's like 3.1 million. Amano brand. That's the disc brakes. Cháu ưng xe này. Thế đó. Okay, so we're giving him 500k for yeah, phát cháu 500.000 mừng tuổi nhá. Ngoan học giỏi nhá chưa? Ờ, chịu khó học con nhá. Ok. Rồi chúc cháu vui vẻ chạy xe đạp nhá. Khỏe. Cảm ơn cô chú ạ. Cháu. We got this brother and sister team. Này là em trai à? Vâng ạ. Em trai hoàn cảnh là như thế nào? Nhà cháu là bố cháu bị bệnh 6 năm rồi. Bị bệnh gì?
bị bệnh viêm màng não, không có khả năng lao động. So their father, he's got some brain injury, can't work. Yeah, cháu tên gì? Cháu tên Hiếu ạ. Hiếu à? Với chị tên gì? Cháu tên là Vui ạ. Vui à? Vui ạ. Vui. Vui với Hiếu. Chỉ là không có sức lao động thì vậy. Không có khả năng lao động với không cả. Không có khả năng lao động. Đấy, vẫn nhiều vấn bị nhiều vấn đề cả. À, chứ ai nuôi Hiếu? Mẹ ạ. Mẹ à? Mẹ làm gì nuôi? Mẹ cháu là bàn túi ni lông ạ. Bàn túi? Vâng. Ni lông. Ok, thì cũng vất vả. Thì giờ hôm nay là tặng Hiếu một cái xe đạp để đi học nhé. Thì Hiếu chọn xe nào? Ok. Thì pick the winner. Thì gửi Hiếu gửi cho Hiếu 1 triệu nhá. Ngoan học giỏi nha con nghe chưa? 500 nghìn cho Hiếu, 500 nghìn cho chị nè. Này đấy cho chị 500 nhá. Này. Con đi học không con? Cháu vẫn đi học. Con học lớp bao nhiêu? Cháu học đại học. Học đại học năm thứ mấy? Thứ 2 ạ. Học đại học gì con? Cháu học ở trường Mỏ Địa Chất. À Mỏ Địa Chất ạ. Cố gắng nghe chưa? Vâng ạ. Học cái mai kia đỡ đần cho mẹ. Cháu nhá. Ok. Ok, xong. À đứng đây mà chụp cho anh. Okay, so he doesn't know who his father is. Your cháu tên gì? Cháu tên là Hiếu ạ. Hiếu. We got another Hiếu, and he doesn't know who his father is. His mother has some mental issue, and giờ cháu nghĩ cháu chuyển sang làm cho anh cháu làm cơ khí ạ. Làm gì? Cơ khí. Cơ khí. Okay. Con đi làm cơ khí à? Vâng. Lúc trước bán bánh gì? Con 17. 17 à? Yeah, so we're giving a million to Hiếu as well. Chúc cháu mừng tuổi. Đây, chú mừng cháu. Chú mừng tuổi cháu 1 triệu nhá. Ừ. Đây, chú có học và vừa. Cố lên nhá. Cố lên con nhá. Vâng. Rồi rồi. Cảm ơn tất cả các cô ấy. Sao học cánh nghề con nào để lên mai kia nuôi bản thân mình nghe chưa? Vâng. Rồi. 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 Rồi.